Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh Là Cây Kiển Của Tôi. Và hôm nay là ngày 17 tháng 9. Thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là hai cái combo Linh Sam ha. Và trước khi vào clip thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ kênh con trong thời gian qua rất nhiều. Thì con lên hai cái combo này, cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Nếu như thấy cây nó ok, giá nó hợp lý thì có thể là liên hệ con. Con sẽ đóng hàng, con gửi toàn quốc luôn nha. Rồi, như trên màn hình của chú anh chị mình đang thấy, đây là 5 cây linh sam đa ưu điểm mà bên Vườn Gòn hiện tại đang bán. Thì những cây này nói chung là đang phát triển rất là ok. Chi tàn thì nó vừa ra, nó còn rất dẻo. Vậy cô chú anh chị mình có thể là uống được những cái dáng bonsai này ha. Mình vô dây mình uống nước đầu được rồi. Đây là cây đầu tiên, con bán theo cái combo giá rất là mềm nha. Cô chú anh chị mình xem, thấy gì mình có thể là làm được những cây bonsai mini thì có thể mua. Rễ bọng đồ rất là ok nha cô chú anh chị. Cây thì chi tàn nó có sẵn hết rồi. Về cô chú anh chị mình chỉ cần vô dây thôi. Những cây này về cô chú anh chị mình đem ra ngoài nắng hết giùm con luôn nha. Đừng có để trong mát, đem ra ngoài nắng phơi nắng trực tiếp. Đó. Đừng có để trong mát giúp con ha. Đem ra ngoài nắng hết đi. Đó. Đây là combo 5 cây linh sam đa ưu điểm. Bên Vườn Con hiện tại đang bán và giao lưu với giá là 260.000. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn nếu như cô chú anh chị mình muốn bao phí vận chuyển 5 cây này luôn là giá 310.000. Con báo rõ ràng như vậy để cô chú anh chị mình nếu như thích thì có thể mua luôn, không cần lo về vấn đề vận chuyển. Giá tại vườn con bán chưa bao gồm phí vận chuyển là 260, cộng với 50.000 tiền ship nếu như cô chú anh chị mình ở xa là 310. Tổng cộng 5 cây 310 ha. Tiếp theo là một cái combo linh sam song hình, hai cây lùng và một cây cao. Cô chú anh chị mình xem tham khảo, thấy về có uống được dáng bonsai nào không thì có thể là liên hệ con ha. Đầu tiên là cây lùng tiệt. Lùng thì lùng nhưng mà rễ nó vẫn đẹp nha cô chú anh chị. Đó, rễ nó vẫn ok. Rễ tự nhiên. Gốc thì khá to ha, hoành khoảng chừng 12 13. Cây thì chi tàn nó ra cũng ok hết rồi, ốc ăn nè. Còn thì không có chăm sóc kỹ càng cho nên cây nó hơi cùi cùi chút. Về cô chú anh chị mình gỡ hết cái đất này ra xong rồi trồng vô trái trồng mới thì cây nó sẽ phát triển mạnh mẽ lên thời lợi ha. Đó. Rễ bọng rất ok nha. Cây thứ hai. Cây thứ hai, cây này rễ nó cũng đều luôn nè. Cô chú anh chị mình nhìn qua màn hình là cũng có thể thấy rồi. Đó, rễ bọng đồ rất ok. Cây này là hoành khoảng chừng 18 19 nha. Từ 17 từ 15 trở lên hoành gốc á. Rất to. Cây này là dáng có thể mình về làm dáng trực lắc nè. Rễ bọng đồ cũng rất đẹp. Đều bốn hướng. Cây thứ hai. Tiếp tục là cây thứ ba. Cây thứ ba thì bộ đế thì có thể là nói là khỏi chê luôn nha. Đó. Rất là ok. Cây này về cô chú anh chị mình có thể làm dáng dân nhân. Rồi combo 3 cây này con xin giao lưu với giá là 240.000, cộng với tiền ship 50 nữa là 290, con bao phí vận chuyển luôn. Thì cô chú anh chị mình ưng cây nào thì cứ liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ. Con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây.